của Hồ. Hẹn 2 giờ đi. Không đó. Không, 1:30 đủ rồi. 1:30 là không. Chuyện qua ông, chuyện qua ông kêu Nguyên đi đâu, đi với người yêu phải không? Đi đâu á? À nói qua đám giỗ không? Đứa nào nói, đi đám giỗ không? Ngoài đám ma. Đám giỗ, đi ở đi đâu với người yêu á? Ai gặp bây giờ ai nói. Trời ơi, có đâu vậy trời. Mà nhớ chút xíu tại viết cho người ta nghe. Hồi này chắc chút xíu quên viết luôn nghe. Không anh nhận rồi, nhớ bắt mấy em là viết tên này kia vô hết ha. Em kêu viết ở đây nữa. Chiều á, chúng ta trở về đi chậm từ từ thôi nha. Tại vì thôi chiếc xe nó cân bằng, nếu em chở anh ta coi đường lạng quạng bị té đó. Chứ em không biết chạy được không? Hả? Chứ em không biết chạy được. Được rồi. Thầy có máy sao vô được? Nó lỗi, nó là lỗi. Nghỉ mấy giờ tư? Bỏ túi pin không? Nói nè. Một, gần còn 10 phút nữa 1 giờ rồi. Nhanh vậy? Thôi nữa. Nửa tiếng nữa nè. Anh à, anh đợi lại cái máy đó ha. Mà đó gì với cái laptop là nó thì thử hay gì mà không thử rồi muốn hết ly mà không biết gì không biết mùi. Thôi nếu anh đợi cái máy đó đó, em với Hạnh cứ về đem ngoài trung cắt giùm cái đầu chiếu á. Còn có để giao cho người cắt cái nhà giùm phái chịu liền ngộ thiệt. Thì Tư với thằng ai lớn hơn? Lớn hơn mấy tuổi? Rồi thì ba đâu? Đó. Thì ba rồi. Thì ba đi núi rồi. Đi núi Đà Lạt. Hết cà phê. Vậy theo thì Tư có đến thăm thăm ông già của ông Tư không? Dạ chồng. Đi rồi. Thăm nhà chồng. Rồi sao? Chia sẻ.